Một hoa hậu tuyên bố tài trợ toàn bộ cho mẹ bé gái 8 tuổi khởi kiện. Bốn người qua đời sau bữa ăn trưa, người chồng không đến ăn cơm cũng bị hôn mê đang cấp cứu. Tên Dương Lịch, người từ Hà Nội về các tỉnh có bị cách ly y tế. Quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật 24 giờ trên kênh Tin tức Việt, những tin tức nóng nhất sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Trước hành động của dì ghẻ, Phương Lê bày tỏ sự bức xúc, tuyên bố sẽ theo sự việc tới cùng liên quan tới sự việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ hành hung dẫn đến qua đời gây bức xúc dư luận. Mới đây Hoa hậu Phương Lê đã có bài đăng gây chú ý. Trước hành động không thể chấp nhận của dì ghẻ, Phương Lê bày tỏ sự bức xúc, tuyên bố sẽ đi theo tới cùng sự việc. Đáng chú ý, nàng hoa hậu 7X còn tuyên bố hỗ trợ mẹ bé gái chi phí thuê luật sư nếu muốn mang sự việc ra pháp luật. Con bé thương nó như vậy mà đánh nó tới gãy xương sườn bằng gậy và đá tới chết. Tôi quá bức xúc, tôi theo tới cùng. Tôi muốn giúp đỡ mẹ con bé. Nếu mẹ con bé cần, tôi giúp ngay. Kiện nó đi em, luật sư chị trả phí nha, mẹ bé, Phương Lê bày tỏ. Bài đăng của mỹ nhân 7X lập tức thu hút sự chú ý. Được biết từ khi sự việc xảy ra tới nay, Phương Lê luôn bày tỏ sự quan tâm, có nhiều bài đăng thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Những ngày qua vụ việc bé gái 8 tuổi đã gây bức xúc trong dư luận. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 22 tháng 12, cháu NTVA, sinh năm 2013, ngụ quận nhất, được đưa vào bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu bé đã qua đời trước khi tới bệnh viện. Kiểm tra trên người cháu bé, bác sĩ thấy nhiều vết bầm tím nghi bị đánh đập nên đã gọi điện trình báo cơ quan công an. Cho tới ngày 28 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với võ Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 1995, quê Gia Lai, chú quận Bình Thạnh, về hành vi hành hạ trẻ em. Công an sau đó đã làm việc với cha của cháu bé và cô Trang, vợ sắp cưới của người đàn ông này. Theo điều tra bước đầu cho thấy, Trang cùng cha ruột của bé A có quan hệ tình cảm. Cả ba sống chung ở căn hộ trung cư cao cấp tại phường 22 quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ nói trên, công an phát hiện cây lầu nhà bị gãy và bảng danh sách công việc mỗi ngày mà bé A phải làm. Hàng xóm cũng cho hay từng nghe cháu A khóc nhiều lần trong căn hộ. Trước lúc cháu qua đời, mọi người cũng nghe thấy tiếng cháu la hét. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Hiện công an huyện Kim Động đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hưng Yên tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 4 người qua đời sau bữa cơm tại gia đình ông Nguyễn Tiến Sản 49 tuổi ở thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động. Kể từ ngày con cháu qua đời, bà thờ và ông sản liên tục khóc ngất, luôn có người túc trực bên cạnh để chăm sóc. Trong cuộc trò chuyện mới đây với phóng viên, đôi mắt đỏ hoe, bà thờ buồn bã cho biết, vợ chồng bà chỉ có hai người con gái là chị Nguyễn Thị Tươi 27 tuổi và Nguyễn Thị Tình 25 tuổi, đều đã lập gia đình ở các xã lân cận. Mặc dù hai con gái lấy chồng ở khác xã, nhưng ngày cuối tuần thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ để ăn cơm. Chủ nhật các con thường về nhà tôi ăn cơm, nhiều khi không cần phải bố mẹ gọi mà hai chị em tự gọi nhau đến. Có hôm tôi đi làm về thì các con đã đến tập trung đông đủ rồi tổ chức nấu cơm ăn cơm gia đình bà thờ kể. Theo bà thờ các con của bà sau khi xây dựng gia đình có cuộc sống bình thường và cùng có việc làm ở công ty gần nhà. Trong hai cô con gái, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chị Tình rất hạnh phúc, còn chị Tươi thì không được như người em. Cuộc sống của hai người con gái không có mâu thuẫn khúc mắc gì với vợ chồng bà thờ. Bà khẳng định bữa ngày 26 tháng 12, gia đình bà chỉ nấu cơm ăn bình thường như mọi lần và không có gì lạ cũng như khác thường. Trong lúc nấu cơm, ăn cơm không có ai đến nhà chơi hay vào bếp. Bữa trưa hôm đó có món thịt lợn kho, chả lợn, đậu phụ, rau cần, trứng sẵn ở nhà. Mấy hôm nay tôi không ngủ được, từ ngày cháu con tôi mất, tôi tha thiết muốn xuống với con cháu, nhưng người thân trong nhà không cho xuống bởi họ sợ tôi nhìn thấy cảnh đau lòng như thế sẽ sốc giờ nhà đã có nhiều người nằm viện rồi mà tôi lại sốc nằm viện nữa, sẽ không có người chăm sóc. Bà thờ buồn bã nói. Kể về bữa cơm trưa ngày 26 tháng 12, bà cho biết có tất cả 9 người cùng ngồi ăn với nhau, gồm vợ chồng bà thờ, chị Tươi và hai người con. Vợ chồng chị Tình và hai người con. Trưa hôm đó, anh ngờ VG chồng chị Tươi không đến ăn cơm vì đi làm giúp người thân ở tỉnh Thái Bình. Khi hay tin con mất, anh Dê đến bệnh viện Nhi Hương Yên để đưa con về và sau đó lo các thủ tục tang lễ. Sau đó anh Dê tới bệnh viện tại Hà Nội với vợ. Đến chiều ngày 28 tháng 12, sau khi đưa thi thể vợ về gia đình, rồi đến tối cùng ngày mọi người phát hiện anh Dê hôn mê sâu nên nhanh chóng đưa đến Hà Nội để cấp cứu điều trị. Theo thông tin từ công an tỉnh Hưng Yên, vào trưa ngày 26 tháng 12, tại gia đình ông Nguyễn Tiến Sản 49 tuổi ở thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động, tổ chức ăn cơm trưa với các con cháu, sau đó xảy ra vụ việc đau lòng, hai người con gái và hai cháu ngoại của ông Sản qua đời. Trong bữa trưa của gia đình ông Sản có 9 người, gồm vợ chồng ông Sản và gia đình hai người con gái là chị Nguyễn Thị Tươi, 27 tuổi, hai người con chị Tươi là cháu Nguyễn Văn HN, 8 tuổi và cháu NT chờ 3 tuổi, trú tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, và chị Nguyễn Thị Tình, 25 tuổi, cùng chồng là PVV, 26 tuổi, hai con là p PTHAB, 4 tuổi, PG chờ 3 tuổi, cùng chú xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Sau bữa trưa ở nhà ông bà ngoại, hai gia đình về nhà. Đến buổi chiều chị Tươi và cháu Nờ, chị Tình và cháu B có biểu hiện nôn ói co giật, được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị. Trong tối cùng ngày cháu B và cháu Nờ qua đời, chị Tươi qua đời trong chiều ngày 28 tháng 12 và đến 13 giờ ngày 29 tháng 12, chị Tình qua đời. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Hiện nay, mỗi địa phương yêu cầu người từ Hà Nội về quê ăn Tết dương lịch 2022 thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khác nhau, tùy theo cấp độ dịch. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, các địa phương cần thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế. Việc xét nghiệm chỉ cần thiết với người có nguy cơ như tiếp xúc ca nhiễm, có triệu chứng sốt, ho khó thở, còn yêu cầu giấy xét nghiệm khi đi lại gây tốn kém bất tiện và không cần thiết thậm chí người xét nghiệm nếu chủ quan vào kết quả âm tính có thể đi nhiều nơi tới chỗ đông người nguy cơ lây nhiễm còn cao hơn trước hai kỳ nghỉ tết dương lịch và nguyên đán kéo dài địa phương phải quyết liệt thực hiện phòng dịch chứ không phải đặt lên hàng đầu vấn đề xét nghiệm hay cách ly mỗi tỉnh cần thường xuyên đánh giá nguy cơ từ cấp thấp nhất là phường xã đồng thời xem xét kịch bản dịp tết để quyết định cho phép hay hạn chế những hoạt động gì và luôn phải ưu tiên hoạt động thiết yếu các địa phương cần đánh giá nguy cơ, tránh việc ngăn sông cấm chợ, ảnh hưởng đến hoạt động xã hội lẫn an sinh của người dân. Bên cạnh đó, người về quê nghỉ Tết thăm non gia đình nên hạn chế tiếp xúc với người già, tránh tụ tập, liên hoan đông người, thực hiện nghiêm 5K. Cụ thể Sở Y tế Nghệ An cho biết, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán nhâm dần và mùa lễ hội xuân năm 2022 chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn và các ban ngành liên quan tăng cường công tác giả soát giám sát người trở về từ các vùng cấp độ dịch 3, cấp 4 trong và ngoài tỉnh người nhập cảnh và các nhóm đối tượng nguy cơ yêu cầu khai báo y tế tổ chức xét nghiệm theo dõi sức khỏe và cách ly theo đúng quy định Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Ninh Bình cũng cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn về việc không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch và chào đón năm mới. Đối với người từ vùng dịch, vùng có nguy cơ cao như Hà Nội về Ninh Bình thì vẫn sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo kế hoạch số 119. Đặc biệt lưu ý đối tượng có triệu chứng nghi ngờ, nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế, lái xe đường dài, người làm việc tại các nhà hàng quán ăn, phục vụ lái xe đường dài, người buôn bán tại các khu chợ siêu thị. Tại Thanh Hóa, Thanh Hóa chưa có quan điểm chỉ đạo riêng đối với người từ vùng nguy cơ, vùng dịch như Hà Nội về Thanh Hóa. Hiện nay tỉnh đang thực hiện theo nghị quyết 128 của chính phủ. Tại tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì quy định yêu cầu người ngoại tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi vào tỉnh này. Trường hợp test nhanh sẽ có giá trị trong 48 giờ, PCR có giá trị trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho biết, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, tỉnh không thành lập các chốt kiểm soát trên tuyến đường, tuy nhiên địa phương khuyến cáo người lao động cần xét nghiệm Covid-19 trước khi trở về địa phương ăn Tết, đồng thời cần đến ngay trạm y tế địa phương để khai báo y tế phục vụ công tác phân loại phòng chống dịch bệnh Covid-19. Rất nhiều tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.